Google Maps, hàng trăm xe bị mắc kẹt. Sự việc xảy ra hôm chủ nhật vừa qua 23 tháng 7 khi một vụ tai nạn xảy ra trên đại lộ Pena, con đường dẫn đến sân bay quốc tế Denver, thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ khiến giao thông bị ủn tắc. Những người sắp có chuyến bay hoặc đi đón người thân không còn cách nào khác đã phải nhờ đến ứng dụng bản đồ Google Maps để chỉ giúp mình đường tắt để đến sân bay kịp giờ. Ứng dụng Google Maps cũng đã không làm phụ lòng người dùng khi chỉ ra một con đường tắt mà họ có thể đến được sân bay chỉ bằng một nửa thời gian so với lúc bình thường nhiều người đã không ngần ngại đặt lòng tin vào Google Maps và đi theo đường tắt do ứng dụng này chỉ dẫn. Tuy nhiên thay vì dẫn đến sân bay, Google Maps đã dẫn các tài xế đến một con đường đất mà cơn mưa đã khiến cho con đường trở nên rất lầy lội và khó di chuyển. Con đường trơn trượt khiến nhiều xe bị xa lầy. Điều đáng nói là không chỉ một mà có đến hơn 100 xe đã tin theo chỉ đường của Google Maps nên đã bị mắc kẹt trong con đường đất lầy lội này mà không thể quay xe trở lại. Sau sự việc, Google cũng đã đưa ra lời giải thích vì đã dẫn nhiều tài xế vào con đường lầy lội trên thực tế không phải lúc nào google maps cũng chỉ dẫn chính xác các tuyến đường đặc biệt là đường tắt trên ứng dụng bản đồ của mình và có không ít tài xế đã rơi vào trường hợp giờ khóc giờ cười chỉ vì đi theo đường tắt do google maps chỉ dẫn